xin chào các bạn. Hôm nay trong khi đi thu hái cây thuốc thì mình có phát hiện ra khu vực này có rất nhiều cây hương nhu các bạn ạ. Thì mình cũng quay để các bạn xem. Đây là phần lá của cây hương nhu này các bạn này. Lá cây hương nhu thì có hình trái xoan. Hai mặt lá thì đều có một lớp lông mịn, kể cả thân cây cũng mang một lớp lông rất mịn. Còn hoa của nó màu lâu lâu tím tím thế này các bạn này, rất xinh. Đặc biệt là cái phần thân của nó là có màu hơi tím tím này các bạn nhé, thân hình vuông. Khi mà chúng ta đi qua cái cây hương nhu mà chỉ cần hơi chạm vào thôi thì nó tỏa ra một mùi hương rất thơm, rất dễ chịu. Chính vì vậy là trong kinh nghiệm dân gian và trong y học cổ truyền đã sử dụng cây hương nhu này để làm một vị thuốc chữa về căn bệnh cảm lắng, cảm sốt, chữa bệnh đau đầu. Cái đau đầu mà do cái chứng bị cảm đi lắng mà gây đau đầu thì là dùng cái cây hương nhu này rất tốt. Trong kinh nghiệm dân gian đó, thì khi mà bị cảm đau đầu, đau nhức mình mẩy thì người ta sử dụng cây hương nhu này các bạn ạ. Người ta sử dụng một nắm cây hương nhu này và một nắm lá bưởi và một nắm lá xả và một nắm lá cây bưởi bung nữa. Thì người ta kết hợp như vậy, đun nước lên để xông giải cảm thì bệnh sẽ rất nhanh khỏi. Đặc biệt là trong kinh nghiệm của nhân dân ta, từ rất lâu rồi đã dùng cái cây hương nhu này để làm một vị thuốc chống cảm lắng các bạn nhé. Khi mà các bạn lao động ở ngoài trời với nhiệt độ cao thì các bạn rất dễ bị cảm lắng. Thì người ta có kinh nghiệm là người ta dùng cái cây hương nhu này, người ta dùng thân và lá, kể cả hoa, người ta lót lên trên trong cái mũ, lót hoặc quấn bên trong cái mũ, người ta đội lên trên đầu các bạn nhé, thì sẽ phòng được cảm nắng. Khi các bạn thực hiện như vậy thì các bạn sẽ không bao giờ bị cảm nắng. Lao động ở thời tiết nhiệt độ nắng nóng á, thì rất dễ bị cảm nắng. Cho nên là kinh nghiệm của nhân dân là dùng cái cây hương nhu này lót lên trên mũ và đội lên trên đầu thì sẽ tránh được bị cảm nắng. Một cây thuốc rất tốt cho sức khỏe của con người chúng ta. Và đặc biệt là cây hương nhu này nó còn có tác dụng là rất hay nữa là chữa về chứng hôi miệng các bạn nhé. Khi mà các bạn nói chuyện hoặc là thở mà có mùi hôi trong miệng là do chúng ta vệ sinh răng miệng không được sạch sẽ, cho nên là nó khuẩn nó gây nên cái mùi hôi. Thì các bạn lấy cây hương nhu này nhá, dạng khô hoặc tươi cũng được. Nếu không có tươi thì các bạn dùng khô. Mỗi ngày các bạn chỉ lấy một nắm nhỏ thôi, các bạn đun nước nhá. Đun lấy nước và các bạn dùng cái nước của cây hương nhu này, ngày các bạn súc miệng vài lần thì răng miệng của các bạn rất thơm tho. Đấy, mình khẳng định với các bạn là như vậy. Mình nói vui một chút, khi mà những người mà cứ gần bạn bè hay là người yêu hay là vợ mà khi mà cứ hôn mà bị bạn đời chê á, thì các bạn sử dụng cái cây hương nhu này, các bạn đun nước súc miệng hàng ngày thì hơi thở của các bạn rất thơm tho. Khi các bạn đấu mỏ với cả bạn tình thì bạn tình sẽ không chê nữa, mà nó sẽ tỏa ra một mùi hương rất quyến rũ. Một vị thuốc rất quý đối với sức khỏe của chúng ta. Rồi, mình cũng xin chào tạm biệt các bạn.
để còn đi thu hái cây thuốc.